Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết là từ ngày 4 tháng 8 đến nay, đơn vị đã bàn giao hơn 18.000 hũ tro cốt người mất vì dịch Covid-19. Tro cốt của người mất vì Covid-19 đã được Bộ Tư lệnh Thành phố bàn giao cho gia đình và thân nhân một cách kịp thời, trang trọng nhất nhằm phần nào chia sẻ những mất mát do đại dịch Covid-19 gây ra. Theo dự kiến, tuần tới Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức các đoàn bàn giao tro cốt người mất về các tỉnh từ miền Trung ra miền Bắc. Riêng một số tỉnh ở miền Tây, người nhà sẽ đến Thành phố Hồ Chí Minh để nhận. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tiếp tục nhận tro cốt từ nhà hỏa táng rồi chuyển về nhà tang lễ để lưu giữ. Tro cốt người mất vì dịch Covid-19 được cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh ngày đêm lo nhang khói trước khi bàn giao về đến gia đình và thân nhân người mất. Tiếp tục bản tin với những tin tức đáng quan tâm khác. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, nên từ sáng sớm hôm nay đến ngày 18 tháng 11, Trung Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo trong 3 ngày tới, lượng mưa ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi phổ biến ở mức từ 150-300mm, có nơi trên 350mm, nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp. Ngoài ra, từ ngày hôm nay đến ngày 18 tháng 11, Tây Nguyên, Nam Bộ và Ninh Thuận, Bình Thuận tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ và có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-50mm trên 24 giờ, có nơi trên 70mm trên 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Thưa quý vị, sân bay Long Thành sẽ phải hoàn thành vào đầu năm 2025 theo chỉ đạo của Chính phủ. Muốn đạt được yêu cầu này, tỉnh Đồng Nai phải gấp rút hoàn thành giải phóng mặt bằng, đảm bảo hạ tầng cho các khu tái định cư. Mới đây, ngành điện lực đã hoàn tất việc đấu nối đường điện sinh hoạt tại khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn, giúp người dân bị ảnh hưởng bởi dự án sân bay Long Thành sớm ổn định cuộc sống. Do phải gián đoạn bởi thực hiện giãn cách xã hội vì dịch bệnh Covid-19, việc gắn điện kế cấp điện trực tiếp cho các hộ dân tại khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn đã phải dừng lại mấy tháng nay. Khi tỉnh Đồng Nai mở cửa trở lại, ngành điện bắt tay huy động lực lượng khảo sát, gắn điện kế cho người dân có điện sử dụng. Hiện 157 hộ dân đang xây nhà tại khu tái định cư đã hoàn tất gắn đồng hồ điện, đấu nối để sử dụng. Sắp tới là các hộ dân sẽ nhận được các cái nền đất tái định cư, sẽ tiến hành xây dựng rất là nhiều. Thì trước mắt là Điện lực Long Thành là sẽ tiến hành là tổ chức tiếp nhận đơn đề nghị cấp điện của các hộ dân và sẽ tổ chức khảo sát. Và nếu mà các cái hệ thống điện hiện hữu đã hoàn thành thì điện lực sẽ tổ chức gắn đồng hồ, gắn điện kế đấy cho các hộ dân trong ngày. Còn đối với các khu vực mà chưa có lưới điện hạ thế do đơn vị thi công chưa hoàn thành thì điện lực sẽ cấp điện tạm thời qua các đường dây tạm từ các trạm biến áp của các đơn vị thi công và cái giá điện sẽ áp dụng cái giá điện ngân sách sinh hoạt. Các khu tái định cư với đầy đủ hạ tầng điện, đường, trường trạm là những yếu tố cơ bản để người dân ổn định đời sống. Đây cũng được xem là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác giải phóng mặt bằng của siêu dự án sân bay Long Thành. Chúng tôi cũng rất là vui mừng nay được bên công ty điện lực Long Thành vào ráp cho điện cho gia đình để mà xài. Thứ nhất là để mà xây dựng, thứ hai là sau này cũng có cái điện để mà thắp sáng sinh hoạt cho gia đình. Cũng theo Công ty Điện lực tỉnh Đồng Nai, khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn có diện tích hơn 280 hectare, quy mô dân số khoảng 29.000 người. Trong khu tái định cư này, ngành điện bố trí 52 trạm biến áp với tổng công suất là 15.000 kV. Hiện đã đóng điện đưa vào vận hành 38 trạm đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của người dân trong khu vực. Sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân quận 7 tiếp tục tiến hành xét xử vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất liên quan đến dự án mũi đèn đỏ tại phường Phú Thuận, quận 7 giữa chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula và 21 hộ dân. Đây là vụ khiếu nại, khiếu kiện kéo dài thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong đơn khởi kiện, đại diện 21 nguyên đơn cho biết, từ 2007 đến 2008, họ đã ký các hợp đồng ủy quyền cho các ông Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Hữu Tài, Nguyễn Văn Mỹ, thay mặt họ ký hợp đồng chuyển nhượng đất với công ty Sài Gòn Peninsula. Phía nguyên đơn đã giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư dự án. Tuy nhiên, đến nay, công ty Sài Gòn Peninsula vẫn chưa thanh toán tiền chuyển nhượng đất như đã cam kết. Phía nguyên đơn yêu cầu chủ đầu tư trả tổng cộng 2.100 tỷ đồng, gồm tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất và lãi suất từ khi ký hợp đồng đến nay. Trước đó, tháng 5 2021, tòa đã hai lần mở phiên sơ thẩm nhưng đều bị hoãn. Trong phiên xử ngày hôm qua, phía bị đơn yêu cầu thay đổi thẩm phán phiên tòa vì cho rằng thẩm phán không vô tư, khách quan. Sáng nay, phía bị đơn tiếp tục yêu cầu hoãn phiên tòa với lý do đi test COVID-19.
vì những người đại diện cho bị đơn tiếp xúc gần với F0. Đại diện các nguyên đơn cho rằng phía bị đơn cố tình trì hoãn phiên tòa. Trước diễn biến này, hội đồng xét xử tạm dừng xét xử 5 ngày. Nếu bị đơn không cung cấp kết quả xét nghiệm, thì hội đồng xét xử tiếp tục xét xử theo đúng quy định pháp luật. Trên cơ sở đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn về phòng chống dịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thống nhất đề xuất của ngành giáo dục địa phương về việc tổ chức dạy học trực tiếp trên địa bàn thành phố bắt đầu từ ngày 22 tháng 11 sắp tới. Cụ thể, thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh khối 12 từ ngày 22 tháng 11, khối lớp 10, 11 từ ngày 29 tháng 11. Riêng khối trung học cơ sở sẽ đi học trực tiếp sau khi tổ chức tiêm mũi 1 cho học sinh khối lớp 8, lớp 9 đủ 14 ngày. Việc dạy học trực tiếp chỉ tổ chức tại các địa phương đang áp dụng cấp độ 1, cấp độ 2 trong phòng chống dịch. Tương tự, giáo viên và học sinh ở khu vực cấp độ 1, cấp độ 2 mới đủ điều kiện tham gia dạy và học trực tiếp. Đồng thời, ngành giáo dục phối hợp với Sở Y tế nghiên cứu thời gian đi học trở lại đối với cấp tiểu học, mầm non trên cơ sở căn cứ tình hình dịch bệnh, đề xuất mốc thời gian cụ thể. Việc tổ chức dạy và học trực tiếp phải thông báo trước một tuần để nhà trường, phụ huynh và học sinh chủ động chuẩn bị. Trong giai đoạn cao điểm dịch, thành phố Hồ Chí Minh đã trưng dụng khoảng 1.500 cơ sở giáo dục cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Đến nay, công tác bàn giao cơ sở vật chất cho các trường học đã đi vào giai đoạn hoàn tất để chuẩn bị bước vào giai đoạn tổ chức các hoạt động dạy và học trực tiếp. Hiện ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng và chuẩn bị các phương án, kế hoạch nhằm đảm bảo an toàn khi các trường học mở cửa. Nếu mọi việc thuận lợi, dự kiến thành phố sẽ cho học sinh lớp 9, lớp 12 ở một số địa phương được đánh giá cấp độ dịch mức 1, 2 đi học lại từ ngày 10 tháng 12.